Chào cậu. Chú thấy công việc thế nào? Mới đến, có gì cậu cứ chỉ bảo. Chú cứ từ từ, rồi mọi việc sẽ quen thôi. Tôi nghĩ là cũng đơn giản. Làm tạp vụ, ai chả làm được. Này, cái hộp này bé tí này có 3 triệu á. Vâng. Để đây, ai lấy mất thì chết. Vâng. Nhưng mà kia có một cái kìa. Đây cái thứ hai. Còn hai cái là an toàn rồi. Đố ai dám lấy của mình. Đẹp. À, cậu có 100 lẻ không? Cho tôi mượn, mai tôi trả ngay. Anh Khải, tại sao ông ta lại ở đây? Em lên làm thợ chính rồi nên anh cũng cần có người dọn dẹp mới. Em sẽ không chịu trách nhiệm nếu như ở đây mất cắp hay xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Chú là cái quái gì nào? Chú đi đây! Chưa bao giờ tao tỉnh như lúc này. Đáng lẽ tao phải làm điều này lâu rồi. Bỏ ra! Chú mình xin đi! Bỏ ra! Điện thế. Không! Đừng cản tao. Chú mình xin đi! Cô ta là người đàn bà lặng một mặt. Ích kỷ. Cô ta bỏ đi để tìm hạnh phúc cho Diệp mình. Nhưng mà tao nhầm. Nếu chú cảm thấy có lỗi thì phải tìm cách mà chuộc lỗi. Chết không giải quyết được vấn đề gì cả, lại còn gây đau đớn cho bố chú và con gái chú. Có thể bố em đã làm những điều tồi tệ, nhưng anh nghĩ trong lòng bố em cũng không vui. Chuyện của mẹ em chắc chắn bố em cũng có nhiều khúc mắc. Khúc mắc tất cả chỉ là ngụy biện. Bố em đã sai, điều đó anh cũng biết rõ. Nhưng ở cuộc đời này ấy, ai dám chắc chắn là mình sẽ không làm điều gì sai. Ngay cả anh cũng vậy. Anh cũng đã từng là một kẻ giết người. Việt đã từng đi tù, Bảo, Trung, Bùi, tất cả bọn anh đều đã từng nghĩ cuộc đời này coi như bỏ. Cả em và Vân cũng vậy. Chắc em hiểu rõ cảm giác tuyệt vọng là thế nào. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Hiện tại của chúng ta vẫn sống tốt, vì chúng ta luôn luôn có người đồng hành ở bên cạnh, luôn có người tin và đặt hy vọng vào chúng ta. Bố ăn sáng đi. Có tuổi rồi, phải chú ý sức khỏe một tí. Không phải cái gì cũng làm được đâu. Ở đây toàn người tốt. Họ đã nhận bố vào đây thì bố làm cho tử tế. Lòng tốt không phải lúc nào cũng lợi dụng được đâu. Có một đồ ăn sáng cho mọi người. Mua cả món xôi trứng mà bố thích đấy. Bố ăn đi.